Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm xây dựng văn hóa giao thông đã uống rượu bia không lái xe, trong tuần qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tổ chức đồng loạt kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn. Tại hai chốt kiểm tra trên địa bàn thành phố Hưng Yên, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã kiểm tra trên 1.000 trường hợp, đã phát hiện xử lý 53 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền trên 700 triệu đồng, tạm giữ 36 ô tô và một số mô tô, trong đó tước giấy phép lái xe 31 ô tô. Việc thực hiện kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân dẫn đến gây tai nạn giao thông, sẽ được lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh tăng cường lập chốt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông gắn với xây dựng văn hóa giao thông là đã uống rượu bia không lái xe. Hiện nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn huyện Kim Động diễn ra khá phổ biến, làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Vi phạm chủ yếu là các chợ cóc phát sinh tại ngã ba, ngã tư trung tâm, cổng công ty, doanh nghiệp, dọc tuyến đường quốc lộ 39, qua các xã Hiệp Cường, Chính Nghĩa, Phạm Vũ Lão, Toàn Thắng và thị trấn Lương Bằng. Các hộ kinh doanh buôn bán dựng lều lán, bày bán hàng hóa ngay giữa lòng đường, lấn chiếm hành lang giao thông, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Mặc dù chính quyền địa phương và ngành chức năng đã nhiều lần ra quân giải tỏa, song việc này vẫn tái diễn hàng ngày. Qua đó, cần có biện pháp quyết liệt trong giải tỏa hành lang giao thông, trả lại đường thông hè thoáng cho người dân. Trong 10 tháng năm 2023, trên địa bàn tỉnh có gần 11.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 35 tỷ đồng. Trong đó có 195 vụ tai nạn giao thông, làm chết 116 người, bị thương 132 người. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, song nguyên nhân hàng đầu là do ý thức của người tham gia giao thông còn kém. Xây dựng văn hóa giao thông hay nâng cao ý thức tham gia giao thông của mỗi người bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất như đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không đi xe trên vỉa hè, đi bộ dưới lòng đường, chấp hành nghiêm hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, ứng xử có văn hóa khi xảy ra va chạm giao thông. Tôi cũng cảm thấy là cái nhận thức của người tham gia giao thông Việt Nam mình cũng rất là hạn chế. Cái tình trạng không đội mũ bảo hiểm hoặc là sử dụng điện thoại khi mà điều khiển phương tiện thì cũng còn rất là nhiều. Chưa kể là những cái tình trạng như là vượt đèn đỏ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến trực tiếp các vụ tai nạn giao thông là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông chưa cao. Các vụ tai nạn giao thông xảy ra phần lớn do ý thức người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia quá nồng độ quy định, phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn, chuyển hướng tùy tiện, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy. Thực hiện với kế hoạch của Bộ Công an, thì lực lượng giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh có kế hoạch huy động lực lượng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xử lý nghiêm tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm ma túy, nồng độ cồn và đã triển khai trên địa bàn toàn tỉnh để xử lý triệt để tình trạng này. Với phương châm là không có lệ, không vùng cấm, đối với trường hợp vi phạm mà là công chức, viên chức, đảng viên thì chúng tôi sẽ gửi thông báo về các cơ quan đơn vị để tiến hành xử lý theo quy định. Chỉ khi nào ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông của mỗi người được nâng lên trở thành thói quen, nếp sống văn hóa, văn minh sẽ góp phần ngăn chặn và đẩy lùi được tai nạn giao thông. Vẫn biết đây không phải là việc dễ dàng, nhưng vì cuộc sống an toàn và hạnh phúc của mọi người, hãy xây dựng ý thức và thói quen chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.